Hi, mến chào các bạn, đây là Nông Cơ Hưng Thịnh, địa chỉ là 18A quốc lộ 1, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0961 796 801, 0907 546 156. Và đây là Sang, ông chủ nhỏ. Xin chào ông chủ nhỏ. Dạ, chào anh Hạnh. Sao hôm nay nghe đồn xe mới về nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, em mới về hai con phẹt này với lại lô xe Sura 5 chiếc. Wow. Dạ. Hai con này thì mấy con này nước sơn nó rin hết không? Bao rin luôn anh. Hả? Dạ, bao rin luôn. 100% hả? Dạ, 100%. Khán giả thì họ thường hay quan tâm đến giá, thì mấy con này mình có báo giá không? Nó gì nó có giá đó anh, cứ coi xong anh em thiện chí đi, tự gì nó đương nhiên nó sẽ đẹp, nó có giá của nó rồi anh ha. Vậy dạ, dạ. Rồi người ta lại kêu mắc quá, người ta chặt, người ta nói không báo giá là có nghĩa là định giấu giếm để mình chặt chém có đâu điều có, đó đâu có đâu anh, dù anh em thích thì anh em cứ liên hệ em những cái lời giá mà đâu có gì đâu đúng không. Ở chuyện anh em liên kết Zalo rồi xong anh em mua thì anh em vô đúng không anh, đâu có gì đâu. Giá mà mắc thì khỏi mua. Đúng rồi, đâu xa đâu, đúng anh em cảm thấy hợp lý thì đúng không? Đúng rồi, đó đúng anh. Còn giá rẻ thì mua, hay là thấy vừa ý thì mua thôi. Đúng rồi, đâu bắt được đâu đúng không anh? Đúng. Dạ. Trời ơi. Đừng có chờ từ từ anh. Trời. Lâu lắm rồi mới thấy một chiếc xe loại lớn vậy mà vỏ rin theo xe mà còn đẹp dữ vậy luôn. Dạ đúng rồi anh. Ồ, còn cái số chữ này của xe luôn nè, của hãng Michelin nè. Dạ chính xác anh đã. Michelin nè. Dạ đúng rồi. 36R42. 24. 24. À, 24 mâm rin luôn, quên. Dạ. Mâm đồ rin nước sơn rin luôn. 30604-4. Wow, coi mâm sao coi. Rồi, y chang. Một em của nó luôn. Dạ. Bộ nó luôn nè, còn số luôn nè. Michelin. Con này chắc chạy chưa bao nhiêu giờ. Ha, hay ghê anh, nhìn hay ghê đúng rồi. Đó thì nước sơn cái bộ mâm rin đồ vỏ rin của nó mà 18430. Dạ. Còn rin của nó mà còn đẹp như vậy thì tất nhiên là xe chạy không nhiều giờ. Với trong này nè, đó, sơn trong nè. Bây giờ để em coi rồi, nước sơn này nước ngoài đã sơn lại chưa? Cái này không có sơn lại nha, đánh bát thì có nha. Đánh bát thì có chứ không sơn lại nha. Chà, nó đẹp. Dạ. Rồi đây là biết sơn lại hay không liền. Thế mà mình rờ vậy á, thí dụ sơn mà nó có che đồ thì nó sẽ có những cái gờ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Nó có những cái gờ trên tem. Nhưng mà không hề có gờ có gì hết. Còn thấy nước sơn nó còn cái này là biết rồi nè. Wow. Nước sơn cái trời. Này là biết rồi. Nước sơn sườn, nước sơn rin luôn nè. Yeah. Wow, nó đẹp. Lâu lâu về con này quá đẹp á. Em nằm định đập cả mấy tháng trời mới được nó về chứ bộ. Đâu giá từ nó về. Trời ơi, nước sơn rin luôn. Máy móc thôi lắm hả? Đúng rồi, thấy không? Ấy dở. Ủa, cái nắp này phải dở vậy? Ra anh. Đúng rồi, dở phải dở ra. Dở lên hả? Đúng rồi. Đó. Đây, sao dở được? Đó. Rồi. Trời ơi. Quá ơi, ông nội ơi là nó đẹp. Thấy không? Đó. Có chân tay. Dạ. Đây, dạ. Lốc lạnh nè. Được không anh, thấy được không? Hả? Thấy được không? Quá được chứ. Là kép nước mà là cái này thôi đó. Mày giờ này là còn rin hết luôn mình. Đó, nhìn này đó. Tuyệt vời. Rồi, đóng nắp lại. Cái đề đời mới nó nhỏ ha. Dạ đúng rồi. Nó nhỏ chứ nó không xài như dày gì. Đóng nắp lại cho nó. Quay đít cho anh em coi, quay đít cho anh rồi, em được rồi, được rồi. Dạ. Đóng nắp lại cho nó đầy ổn. Không đồ nghề. Không đồ nghề, không đầy đủ luôn ha. Đây, dàn gầm nè. Nước sơn rin hết ha, dàn gầm ngon lành cành đào chưa? Bao không đâm đụng ngập nước. Ơi chiếc này không lấy gì nữa. Ồ, chiếc này mấy kia ít có nào mà đẹp vậy lắm. Chà, dàn đít. Cặp đuôi. Đít này bao để sai luôn, giờ là đẻ liền luôn. Vuông. Nó nhìn là không đi nổi á. Đúng này là nước sơn màu rin của nó ha. Nâu nâu. Mắt xây hết luôn sạch nè. Nó anh Hạnh nhìn với cái cổng trời đó là mình biết nó sợ ít là cổng trời nó còn màu cái này là mình biết không. Nè, nó nhìn từng chi tiết nhỏ luôn ha. Đó rồi. Nó là hứng anh vô là hứng không nổ máy đi. Ok.
nội thất coi mấy đèn xi nhan này đó. Đầy đủ ha. Khoan để coi bao nhiêu giờ rồi. Đâu, coi coi. Khoan để yên nha. Số máy rồi sao đây chợ? Cái này Ben hả? Đúng rồi, số đó anh. Đúng rồi. Rồi, đây, đây là nổ luôn anh. Rồi, nổ không? Đây là nổ luôn, thử coi. Xong không? Không, lắc luôn. Một ngàn 268 giờ. Tôi máy còn anh, dẫn tôi máy còn lên không? Đâu. Tôi còn nha. Wow, mới có 1268 giờ. Đúng rồi anh. Mới làm ở đây. Đúng rồi anh. Bên này đó anh, cái bên gió bên này đó anh. Bật lên. Đó, lúc này lạnh lại nha. Wow. Mới lạnh to luôn nha, đó. Đó. Lạnh dữ vậy. Mới ra cái lạnh liền luôn á. Có mấy hát nữa nè. Gì á nè. Wow. Mới ăn cái là lạnh liền luôn á. Wow. Quá chất. Ồ. Nóng lại cái em ru. Bên ngoài trong này em ru à. Tắt máy đây anh, dịp che nè máy. Ủa, nó vẫn còn tắt mấy cơ à? À, tắt cái đó cho nó khỏe. Đó rồi. À. Cái là đau. Đó rồi. Mặt lắm. Đẹp rồi. Đẹp. Ok. Có cửa sổ trời nữa ha. Hồi ngoại thất đồ nghiêm chỉnh ha. Số má, tay số, tay đồ nè. Sới. Mấy đồ nhựa rồi nó còn đẹp vậy đó. Dạ. Ơi nó hàng này em xăng lắm à. Ừ. Xăng hả? Ở đây sao nó có tem của con mạch Seifu sành nè, sao còn mới vậy ta? Con nhất BB tài trợ hả? Cho hãng này hả? Đó. Chất dày quá, đủ mạnh liên kết với nhau á. Ừ. Rồi. Em độc lạ nữa. 354 lùng lùng mà cực kỳ hiếm. À. À. Nó hiếm là ở điểm nào? Nó nhỏ mà nó gọn anh, lớn ngựa nhưng sắc nó rất gọn. Không, nói vậy là sai. Sao sai? Nó hiếm mà nó đặc biệt là ở đây. Ở đây, ở đây. Có kiếm ra chiếc... Thì đúng rồi, chiếc đó. Thẹt nào mà cái ống đùm nó cỡ này không? À, đó, 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 vậy đó, đúng rồi. À, ống đùm cỡ đó không? Nó dùng đùm hành tinh chất lượng lắm. À, đây. Xài đùm xài hành tinh nè, nhông hành tinh nè, cầm sao nè, sáu sao nè, đó đùm hành tinh, rồi đùm trước cũng đùm hành tinh nè, thấy không? Đó, hành tinh nè. Mình nhìn nó đơn giản mà nó to chà quá không? Mình nhìn nó đơn giản mà chắc chắn anh ha, ừ. Cực kỳ chắc chắn. À, thằng này xài nó xài lùng. Đúng rồi, lùng đẹp trai nha. Bề ngang rộng nha. Đúng. Nó nhỏ vậy bề ngang bằng chiếc đó luôn à. Đúng đúng là cái dẫn đó, đúng rồi, đúng rồi. Bề ngang hơi bị dữ á. Nhưng mà còn một điều là rất là mới. Ủa, này dở lên được nè. Dở lên rồi. Mở lên luôn, nó dưới vậy à. À, động cơ Perkin nha. Đây màu sơn nâu giống như chiếc hồi nãy nè. Thấy không, demo này còn mới dữ ta. Đâu, coi con này chạy được bao nhiêu giờ. 3.000 giờ. Dữ ta. Đúng rồi anh, tại vì con này nó tương đương với 60 HP mà. À, sống đây. Với gọn mà anh. Wow. Dạ, đúng rồi. Đó. Lốc tê hả ta? Đúng rồi. Thắng dầu à. Luôn. Thắng trai đó. Ờ, à, cái đời này xài thắng dầu luôn. Thắng xài thắng heo dầu luôn mới là dữ nè. Margin Italia. Thằng này hình như nó xe đua sao á. Hả? Bị đã lắm, lẹ lắm, nhanh lắm. Hình như nó xe đua hay sao á. Không, mấy cài, mấy cài lẹ. Mấy cài đua. Ba cần số nè. Đúng rồi, ba. Điều đặc biệt nó ba cần số bụng nè. Rồi xi nhan nè. Thằng của thằng Ý nó làm chất lượng không? Cái đồ cái form gì nó thích anh ha, nó form cái gì nó đã ha. Ừ. Ờ. Đó, thấy không? Yên zin luôn nha. Zin luôn nha, chứ không phải đóng lại nha. Hãy nhịn yên nó đặc biệt nè Hải à.
Sao anh? Nhìn yên nó rất đặc biệt nha. Đúng rồi. Thấy không? Nè, nó may chè ra đây. Ở đây gì đó? À, cái nó dây. Xích bèo. Xích bèo vậy xe, xe đua rồi. Xe đã đua rồi. Lắc máy rồi nổ. Ủa, cái này lắc máy nổ rồi. B7 à. B7. Chạy lật nha. Ba năm tư này có nhiêu mã lực? Con này nó là 60 anh. 60 mã lực hả? Đúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ anh quay riêng hai con này hả? Dạ. Rồi quay dàn xe bao ra riêng hả? Đúng rồi anh. À, rồi ok. Dạ, mà không rồi. Sao nha. À, đây là số 18 quốc lộ 1A, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. À, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ Nông Cơ Hưng Thịnh. Số điện thoại 0961 796 801 hoặc 0907 546 156, gặp anh Hải đủ ngõ đây. Rồi, mến chào các bạn nha. Chào anh em, chào anh em.